cãi lời bố mẹ lấy chồng cao 2m3, cô gái nghẹn ngào khi thấy con đầu lòng. Dù bị gia đình phản đối nhưng cô gái trẻ vẫn lấy người chồng cao nhất thế giới. Hạnh phúc càng được nhân lên khi cô đón đứa con đầu lòng. Từng được mệnh danh là người cao nhất thế giới với 2,3 m ông Si Son son càng khiến cho nhiều người kinh ngạc hơn khi sống cùng dưới một mái nhà với cô vợ kém mình 28 tuổi và thấp hơn 70 cm. Những hình ảnh cuộc sống đời thường của cặp đôi thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Là vận động viên bóng rổ, ông Si Sun Sun được nhiều công ty mời làm gương mặt đại diện nhờ lợi thế của chiều cao. Dù vậy, phía gia đình nhà vợ đã kịch liệt phản đối khi hai người đến với nhau vì chênh lệch tuổi tác và chiều cao. Vợ Si Sun Sun đã bỏ qua sự can ngăn từ gia đình cũng như dư luận để kết hôn với Si Sun Sun bằng tình yêu chân thành của mình. Cặp đôi đũa lệch này đã có một cuộc sống hạnh phúc, yên bình bên nhau. Sau vài năm chung sống, họ đã đón chào đứa con đầu lòng. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu, nụ cười như thiên thần chính là những gì mọi người nhìn thấy ở đứa con của cặp đôi. Bao si sun sun cho hay ông rất vui mừng vì cuối cùng cũng có con ở độ tuổi năm bảy và lại là con trai nối dõi tông đường. Ông hy vọng con mình cao đến 2 mét để có thể tham gia chơi bóng rổ. Gương mặt đáng yêu của đứa con đầu lòng khiến si sun sun và vợ nghẹn ngào. Người đàn ông cướp bốn ngân hàng liên tiếp bị bắt, tưởng là da đen nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Cách đây không lâu tại Âu Hai Âu Hoa Kỳ đã xảy ra liên tiếp 6 vụ cướp trong vòng 3 giờ liên tục. Các nhân chứng cho biết kẻ tội phạm là một người da đen theo video giám sát ghi lại được cũng cho thấy tên tội phạm táo tợn này là một người da đen to cao tuy nhiên sau khi tên trộm bị bắt mọi việc mới vỡ lở và sự thật không như những gì người ta mong đợi sau vụ cướp cảnh sát nhanh chóng theo sự mô tả về thủ phạm và truy tìm bắt giữ một nghi phạm da đen ngay cả đến mẹ của anh chàng khi nhìn thấy hình ảnh kẻ cướp ngân hàng trên tv cũng nhầm tưởng đó là con trai mình nhưng không lâu sau có một người khẳng định thủ phạm thực sự là người đàn ông da trắng 30 tuổi có tên con giáp ZZZ ơ ác. Bạn gái của con giáp sau khi xem tin tức về vụ cướp trên truyền hình đã phát hiện thấy hai mặt nạ của bạn trai cùng số tiền mà anh ta cướp được. Vì vậy đã nhanh chóng báo cảnh sát. Con giáp sau đó đã thừa nhận tội ác của mình tại tòa án. Ngoài việc thực hiện vụ cướp nghiêm trọng này, anh còn khai nhận đã từng thực hiện thêm năm vụ cướp khác bằng cách đeo mặt nạ. Tổng số tiền cướp được là 15.000 đô la Mỹ, khoảng 341 triệu đồng. Mặt nạ mà người đàn ông này sử dụng trong các vụ cướp được làm từ công ty SPFX Mark. Trên trang web của công ty còn mô tả rõ mặt nạ và các cơ bắp của con người đều rất giống nhau. Sau khi biết được sự thật, người phụ trách của công ty cho biết mặt nạ của họ chủ yếu được sử dụng cho các bộ phim. Ngày lễ ha lô quen và kịch sân khấu. Do đó họ tuyệt đối sẽ không cho phép nó sử dụng vào mục đích phi pháp khác. Tuy nhiên cho đến nay đã có nhiều trường hợp ghi nhận đối với kẻ tội phạm sử dụng mặt nạ mặt người này. May mắn thay. Cảnh sát cuối cùng đã xác định được sự thật, nếu không anh chàng da đen bị bắt giữ kia có lẽ sẽ phải chịu một phán xét oan uổng. Con người khi làm việc ác chắc chắn sẽ phải gặp quả báo, chỉ có quả báo đến sớm hay muộn thôi. Đây mới là hoàn châu cách cách thực sự, sáu bức ảnh siêu nét từ thời xưa tiết lộ sự thật Nhắc đến bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, chắc hẳn ai trong chúng ta đã từng xem qua hay thậm chí đã từng là fan hâm mộ cuồng nhiệt đối với nàng công chúa Cách Cách xinh đẹp, nghịch ngợm đáng yêu do diễn viên Khả Ai triệu vi đảm trách đúng không? Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi liệu nàng Cách Cách thật của chúng ta hay những nhân vật lịch sử có thật sự xinh đẹp như vậy không? Tất nhiên các bộ phim cũng giống như các tác phẩm nghệ thuật, vì để đạt đến được hiệu quả nhất định nên khi chọn nhân vật Phục trang cho đến tính cách tình tiết câu chuyện đều được thổi phồng lên nhằm thu hút sự chú ý của người xem. Hãy cùng lật lại lịch sử tìm hiểu xem các nhân vật lịch sử thật sự trông như thế nào nhé. Những bức ảnh dưới đây đều được chụp từ cuối triều đại nhà Thanh. 1. Một, một cặp đôi yêu nhau. 2. Người dân trên đường phố. 3. Những phụ nữ địa phương. 4. Cô gái trẻ cuối thời Mãn Thanh. 5. Cô gái địa phương 6. Người phụ nữ đang bế em bé trên tay Sau khi xem những hình ảnh này có phải bạn nhận thấy có một sự khác biệt rất lớn so với các bộ phim truyền hình không? Người đàn ông đi chân đất, quỳ gối xuống đường để chặn xe buýt, dân mạng rơi lệ khi biết sự thật. Khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, một người đàn ông ôm đứa trẻ chân trần quỳ bên vệ đường cầu xin sự giúp đỡ sự thật khiến mọi người cảm động đến rơi lệ. Khoảng hơn 5 giờ sáng tại ngã tư trên đường Hưng Hoa Uyển, huyện Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, nhiệt độ vẫn còn âm dưới không. Độ C, một người đàn ông mặc quần cộc và áo ngắn tay ôm một đứa trẻ khoảng 5 đến 6 tuổi quỳ ở bên đường đón xe. Đồng hồ trên xe chỉ 5 giờ 13 phút, Vương Bằng phụ trách lái một chiếc xe buýt đi ngang qua đoạn đường này. Nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông ôm một đứa trẻ ăn mặc sơ sài trong thời tiết lạnh dưới không độ, đang cầu xin sự giúp đỡ. Lái xe Vương đã lập tức dừng lại và cho người đàn ông ôm đứa trẻ lên xe. Vừa lên, anh đã nghe thấy người đàn ông hét lên, "Tới bệnh viện số 3, tới bệnh viện số 3." Anh lái xe nhanh lên, "Tới bệnh viện số 3." Ngón tay người đàn ông này đặt trong miệng cậu con trai, miệng không ngừng gọi tên con. Anh Vương thấy vậy đã nhanh chóng xác định phương hướng đến bệnh viện và lớn tiếng nói với người đàn ông, ấn huyệt nhân chung, giữa mũi và miệng. Rồi anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện thông qua đường tắt nhất. Anh đi với tốc độ 50 km h Khoảng 4 phút sau thì chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện số 3. Vừa mở cửa xe, người đàn ông đã nhanh chóng ôm theo cậu con trai chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Chiều hôm đó... Anh Vương vẫn thấy lo lắng cho hai cha con người đàn ông đi nhờ xe buổi sáng, anh đã tới bệnh viện để xem tình hình ra sao. Lúc này anh mới biết, lúc đó đứa trẻ 6 tuổi do sốt cao và co giật dẫn đến bất tỉnh. Cũng may họ đã đến bệnh viện kịp thời, giờ bé đã thoát khỏi nguy hiểm, bình an ra viện. Khi vừa biết tin, lái xe Vương mới thở dài một hơi và không còn lo lắng nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, lái xe vương không khỏi cảm thấy tình cha con thật ấm áp và sâu sắc chàng trai cưới bà già với khuôn mặt mếu máo sự thật hé mở khiến nhiều người ngỡ ngàng có thể nói trong thời đại hiện nay khi đối mặt với tình yêu khoảng cách về tuổi tác dường như đã không còn được người ta coi là một vấn đề lớn nhưng đám cưới diễn ra dưới đây giữa cô dâu và chú rể lại không phải đến từ tình yêu chân thành trong suốt quá trình diễn ra đám cưới. Chú rể trẻ không một chút biểu lộ vui vẻ, trong khi cô dâu lại hết sức hân hoan. Khuôn mặt thể hiện một vẻ hạnh phúc dạng người. Vậy điều gì đã khiến người đàn ông trẻ này đi đến kết hôn với một bà cụ như vậy? Có lẽ cũng không phải là khó đoán phải không? Khi cô dâu và chú rể cùng chung tay uống rượu, lúc đầu chú rể không nguyện ý nhưng sau khi nghĩ đến điều sẽ chờ đợi mình sau khi cưới nên đã bất đắc dĩ đứng lên cùng cô dâu uống rượu đám cưới vô cùng hoang đường này diễn ra ở tuyền châu tỉnh phúc kiến trung quốc sau khi chú rể trẻ kết hôn với cô dâu già chú rể có thể nhận được một khoản tiền hồi môn kết xù từ người vợ của mình theo tìm hiểu được biết chú rể sau đám cưới có thể nhận được rất nhiều tiền mặt một ngôi nhà riêng cao cấp sang trọng một chiếc xe ô tô sành điệu Maserati, một chiếc Mercedes CLA 220 cùng nhiều trang sức vàng giá trị khác. Nhiều người nghĩ rằng, người đàn ông này là một chú rể bi thảm nhất trong lịch sử, cho rằng anh thật đáng thương, chỉ vì tiền mà dám làm tất cả trong khi một số khác thì lại cho rằng anh đã kiếm được một món hời. Trong xã hội thời xưa người ta luôn coi trọng kết hôn cần môn đăng hộ đối nam nữ cần tuổi tác tương đồng thì mới có thể đảm bảo cho sự căn bản của hạnh phúc gia đình nhưng ngày nay khi người ta ngày càng coi trọng lợi ích vật chất những giá trị đạo đức truyền thống đã dần bị xem thường hai người đến với nhau thậm chí chỉ vì bạc tiền tình dục chứ không phải từ tình yêu chân chính đạo nghĩa vợ chồng cũng không còn được coi trọng quả là thực trạng đáng buồn hơn bao giờ hết những giá trị căn bản tốt đẹp cần được gìn giữ bởi chính mỗi người mỗi gia đình